Ngôi đài, ngôi nhà này thực sự rất nhiều kỷ niệm với anh. Nó như cái như em nói ấy, đó là cái tâm huyết. À, nó bao năm vợ chồng ấp ủ để thực hiện ngôi nhà, mà khi thực hiện nó thì đúng là nó bằng cả một tâm huyết, một ước mơ, nó cả một cái tâm huyết của anh, phải nói là như vậy. À, trong cái ngôi nhà này của anh ấy, thì có cũng chia sẻ thật vui có buồn có, đó là nó lại anh có đủ các nốt thăng trầm, à, giống như cái cuộc đời của anh, cuộc đời của mỗi người vậy, anh cũng có nốt thăng trầm, nhưng khi mà hoàn thiện xong cái ngôi nhà này thì đúng là trong mình chỉ chia sẻ trong cái góc độ ngôi nhà thôi, thì là phải nói là tuyệt vời. Thiết kế ngôi nhà của anh thì đội ngũ tư vấn rất là nhiệt tình, hạng mục một cách rõ ràng, bộ phận nào sẽ chịu trách nhiệm bộ phận đó thì là rất chi là chuyên nghiệp. Anh cần hỏi không chỉ cái bạn nào phụ trách mạng đó sẽ tư vấn anh rất nhiệt tình. Đó là cái mà anh rất chi hài lòng khi anh tham gia, anh mời Kisato tham gia cùng vào chương trình này. Kính chúc Kisato xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình rất là vui mừng có mặt tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tham dự lễ khánh thành công trình biệt thự 2 tầng mái Thái của gia đình anh Lợi, chị Cần tại nơi đây. Và ngồi bên cạnh mình đây chính là hai anh chị chủ nhà cũng như là chủ đầu tư của công trình này. Thì em xin phép được chào hai anh chị. Thì ngày hôm nay về chung vui với gia đình thì công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng có một lãng hoa để gửi tặng cho anh chị trong ngày vui trọng đại của gia đình mình ngày hôm nay, thì cũng chúc anh chị về nhà mới phát tài phát lộc cũng như là mọi công việc luôn thuận lợi trong cái ngày vui của gia đình này. Thay mặt gia đình thì cảm ơn công ty cổ phần kiến trúc Kisato đến chúc mừng thân gia vợ chồng nhà anh. Vâng, thì trong ngày vui này chắc là cũng mời hai chị ngồi xuống và cũng xin anh chị một số ý kiến chia sẻ sau khi mà đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của kiến trúc Kisato. Thì đầu tiên anh Lợi thể chia sẻ một chút là ngày xưa có cái cơ duyên gì để anh biết tới kiến trúc Kisato như là lựa chọn Kisato thiết kế cho gia đình mình một ngôi biệt thự đẹp như này của anh nhỉ? Thì cái cơ duyên mới đến với Kisato thì anh cũng tìm hiểu kỹ qua các cái phương tiện truyền thông phổ biến như bây giờ như YouTube, giờ Facebook, một số cái công ty kiến trúc khác. Thì trong các công ty kiến trúc khác mà anh tham khảo, công ty Kisato mà anh tham khảo trên phương tiện thông tin đại chúng á, thì cái mẫu ngôi nhà mà Kisato đưa lên là kiểu kiến trúc tân cổ điển mái Thái này, là rất hợp với cái sở thích của anh, so với sở thích và cái nhu cầu của anh, nên là anh sau khi cân nhắc vợ chồng bàn bạc tính kỹ thì anh đã quyết định chọn công ty Kisato của mình là đơn vị thiết kế công trình đồng hành cùng với gia đình mình. Cũng phải chia sẻ mọi người là anh Lợi cũng nãy nói chuyện thì nhận chia sẻ là cũng tham khảo một số đơn vị kiến trúc khá là lớn rồi, nhưng mà riêng về cái mẫu mà tân cổ điển theo cái sở thích của vợ chồng anh ấy thì chỉ có Kisato là có khả năng đáp ứng được. Thế là đấy là anh tham khảo khá là nhiều đơn vị. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái mức độ hài lòng như là sự ấn hay là cái ấn tượng lớn nhất của anh sau khi mà công trình từ hồ sơ thiết kế ra công trình thực tế được không ạ? Bình thường thì mọi người hay hỏi là phương án lên phương án 3D rồi 4D hay 5D gì đó để từ trong giấy đó, mà ra ngoài thực tế đó, thường có sự khác xa nhau. Khác xa đây ý anh nói là trong giấy 3D thường là đẹp, ra ngoài thực tế thì không được đẹp bằng. Nhưng mà ở cái công trình của nhà anh đây thì anh cũng cảm nhận là hơi ngược lại một chút. Đó là anh chia sẻ thực lòng. Đó, cả vợ chồng nhà anh cũng như anh em nội ngoại hai bên cũng hơi bị choáng ngợp về cái công trình của nhà anh.
tức là bình thường mình cứ tưởng tượng là thôi thì hắn như trong bản vẽ anh Jin là ra đẹp rồi, ok đẹp rồi, nhưng cái mức độ hoành tráng và cái mức độ đẹp mà thực tế thì hắn lại đẹp hơn trong cái thiết kế của anh. Đó là anh chia sẻ thực. Còn cái ấn tượng về Kisato mà khi mà làm về cái thiết kế ngôi nhà của anh, chị đội ngũ tư vấn chị là nhiệt tình, hạng mục một cách rõ ràng, bộ phận nào sẽ chịu trách nhiệm bộ phận đó, rất chi là chuyên nghiệp. Anh cần hỏi một gì thì cái bạn nào phụ trách cái mạng đó sẽ tư vấn cho anh, rất chi là nhiệt tình. Đó là cái mà anh rất chi hài lòng khi anh tham gia, anh mời Kisato tham gia cùng cái công trình này với anh. Có nghĩa là công trình này ví dụ là theo bản vẽ là ví dụ được khoảng 10 điểm thì ra thực tế nếu mà theo cái logic thông thường mà anh đang nghĩ ấy, chắc là nó được khoảng 8 điểm. 8 là đẹp rồi. Là cố gắng lắm rồi, được 8 điểm. Nhưng mà còn công trình nhà mình đúng là khi mà em về đây em cũng thấy rất là ngợp, tại vì cũng đã rất là lâu rồi mới có một công trình được làm rất là tỉ mỉ, trau chuốt và cũng được đầu tư rất là đồng bộ, rất là tuyệt vời. Thì cũng chúc mừng anh chị cũng ngôi nhà. Em nghĩ là 10 người vào đây thì cũng phải được 10 người công nhận đó là một ngôi nhà rất là đẹp và được đầu tư khá là lớn. Và thêm một cái điểm nữa anh chị để chia sẻ một chút là công trình biệt thự to đẹp như này có kiến trúc tân cổ điển nữa, thì cái mức độ đầu tư của anh chị cho công trình này thực tế là bao nhiêu anh? Nếu chúng ta bóc tách riêng được một chút, nếu nhà riêng còn lại là nội thất của sân vườn riêng thì nó sẽ rơi vào khoảng như nào? Khoảng thôi. Thực tế là để mà cộng lại thì cái nọ liên quan đến cái kia, đúng không? Nếu mà ví dụ như cái nhà thì trong cái phần hoàn thiện nhà thì sẽ liên quan đến phần nội thất, anh cũng chưa bóc tách một cách chính xác. Hoặc là ví dụ như khi hoàn thiện nhà thì có liên quan đến sân vườn và tường rào, nhưng cũng chưa bóc chính xác, nhưng mà nó rơi vào như anh chia sẻ là cũng rơi vào khoảng 2 tỷ 7. Chia sẻ mọi người mỗi một sàn đây sẽ rơi vào khoảng 140 m2 anh nhỉ. Một sàn chúng ta hai sàn thì 280 m2 mặt bằng. Đấy, chúng ta chưa tính là đua ra đúng rồi, mái cũng như là kiến trúc tân cổ điển thì thường thi công khá là phức tạp. Thì trong quá trình thi công anh có cái kỷ niệm nào để chia sẻ một chút mà liên quan đến thiết kế không anh? ngôi nhà này thực sự rất nhiều kỷ niệm với anh. Nó như em nói ấy, đó là cái tâm huyết. Nó bao năm vợ chồng ấp ủ để thực hiện một ngôi nhà, mà khi thực hiện nó thì đúng là nó bằng cả một tâm huyết, một ước mơ, nó cả một cái tâm huyết của anh, phải nói là như vậy. Trong cái ngôi nhà này của anh thì có, cũng chia sẻ thật, vui có, buồn có. Đó là hắn có đủ các nốt thăng trầm. Nó giống như cái cuộc đời của anh, cuộc đời của mỗi người vậy, hắn cũng có nốt thăng trầm. Nhưng khi mà hoàn thiện xong cái ngôi nhà này thì đúng là trong mình chỉ chia sẻ trong cái góc độ ngôi nhà thôi, thì là phải nói là tuyệt vời. Anh cũng cảm nhận được cái sự hài lòng của gia đình không nói, nhưng mà mọi người anh em hàng đều có những cái lời khen. Thực tế là cũng chưa thấy ai gọi là phù hợp hay không phù hợp hay không phù hợp, đa số thì khen anh rất là nhiều. Và thêm một ý nữa là khi mà anh chị đưa công trình vào quá trình sử dụng ấy, thì anh chị sử dụng thì mình cảm nhận như nào sau khi mình ở một ngôi nhà mới rất đẹp như này, cuộc sống mình có cái sự thay đổi hay là có chứ? Anh có thể chia sẻ một chút. Thay đổi nhiều chứ em? Thay đổi nhiều. Ví dụ một chút được không anh? Thay đổi rất chi là nhiều. Từ ở ngôi nhà này của anh với kiến trúc là nó khá nhiều các phần cửa. Cái việc đầu tiên là nó cảm giác được cái sự thoáng mát, nhẹ nhàng sau những ngày làm việc. Thường thường thì anh là kinh doanh. Thì đối với kinh doanh thì nhiều người cứ nghĩ rằng là nên kết hợp giữa nhà và kinh doanh nhân tiện. Nhưng quan điểm của anh hoàn toàn khác. Anh muốn xây một ngôi nhà chỉ để ở và nghỉ ngơi. Và cái công trình này đã ứng được cái yêu cầu đó của anh. Khi đi về, đi làm về mệt, nhưng bước vào ngôi nhà cảm thấy nó thư thái, kể cả những lúc đi ngoài nắng rất chi là nóng, như về ngôi nhà mở cửa ra là những cái luồng khí rất chi là mát mẻ, và hầu như là khí lưu thông hoặc là cái độ thoáng mát rất chi là tốt, làm anh khá hài lòng. Áp lực công việc là ngôi mọi nhà cái nó đúng theo cái ý nghĩa của anh và đúng theo yêu cầu của anh.
là đảm bảo yếu tố thoáng mát dễ chịu. Mà khi yếu tố thoáng mát dễ chịu đó nó đến với mỗi con người sau những ngày làm việc mệt nhọc thì nó sẽ tái tạo sức lao động nhanh hơn, mọi cái nó sẽ là tuyệt vời, tốt hơn, nó chịu chuyển hướng tốt hơn, đúng là như vậy. Dạ, thì cũng rất là cảm ơn anh chị. Thì một lần nữa thì em thay mặt công ty gửi lời cảm ơn tri ân tới anh chị đã tin tưởng đến em thiết kế một ngôi nhà rất là tuyệt vời, là đúng với lại ý tưởng của anh chị cũng như là anh chị cũng rất là hài lòng. Thì một lần nữa ngày hôm nay là ngày vui của anh chị, thì em cũng thay mặt anh em cũng chúc anh chị khai trương ở ngôi nhà mới phát tài phát lộc, cũng như là mọi công việc trong ngày hôm nay khi anh em bạn bè đây đến chung vui của gia đình mình thì sẽ thành công và mọi người sẽ có niềm vui cũng như kỷ niệm. Thì xin cảm ơn anh nhé. Okay, anh em cũng anh. Xin phép anh sẽ quay chi tiết hơn để mọi người có thể hiểu hơn về công trình nhé. Okay. Biết đâu ai cũng thích một ngôi nhà như này thì hoàn toàn có thể tham khảo mẫu nhà ở Lợn. Xin phép nhé. Rồi, ok. Rồi, anh em ơi. Vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe những tâm sự chia sẻ của anh Lợi và chị Cần về ngôi nhà mà anh chị đã tâm huyết xây dựng. Mình nghĩ đây cũng là ước mơ của bao người. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về công trình này. Nếu các bạn cũng có những khuôn đất tương tự và mong muốn thiết kế và thi công những công trình tương tự thì liên hệ với kiến trúc Kizaro theo số hotline bên dưới nha. Ok, xin mời mọi người ạ. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về tổng quan khuôn viên một chút. Thì gia đình anh Lợi có khuôn đất với chiều rộng của khuôn đất này rơi vào là 10m và chiều sâu của khuôn đất là 25m. Như mọi người thấy thì đầu tiên là vị trí công trình nó đã được đẩy lùi ở phía sau sao cho chúng ta có một cái khoảng sân ở phía trước. Bất cứ một công trình nào mà kiến trúc Kisato quy hoạch đều như thế hết, làm sao cho công trình của chúng ta không nuốt hết khuôn đất, chúng ta phải để lại một khuôn viên sân vườn hoặc tối thiểu là những cái vị trí để gia chủ nếu mà có đậu đỗ ô tô hay là có công có việc thì chúng ta vẫn còn những cái không gian sân vườn ở phía trước nó phù hợp với những cái ngôi nhà biệt thự như này. Và khuôn đất của chúng ta đặc biệt là có chiều sâu. Và như mọi người thấy kiến trúc của công trình này đó là một ngôi nhà 2 tầng mái Thái mang cách tân cổ điển. Và đây cũng chính là sở thích của vợ chồng anh. Và công trình thực tế đã đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của gia chủ, từ vẻ đẹp kiến trúc của công trình đến công năng sử dụng ở phía bên trong. Và xin mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để quan sát kỹ hơn những cái đường nét kiến trúc mà Kisato đã kiến tạo cho công trình của nhà anh Lợi này. Và hiện tại mình đang đứng ở khuôn viên khu vực sân của công trình biệt thự này. Thì chúng ta có một khoảng sân rất là rộng ạ. Chia sẻ thêm mọi người chi tiết hơn về các cái kích thước. Thì đầu tiên là khoảng cách kích thước từ công trình chính của chúng ta ra đến cái hàng rào bờ thành ở phía trước. Chúng ta sẽ có còn ở đây từ sảnh sẽ ra công trình ở phía trước sẽ rơi vào khoảng là 7m. Và nếu mà tính tới cả cái khu vực cái khối chính của công trình này thì cũng còn đến khoảng hơn 9m mọi người. Tổng thể khuôn viên từ hàng rào cổng đều làm theo phong cách kiến trúc tân cổ mọi người, làm sao nó đồng bộ với lại công trình chính của chúng ta. Toàn bộ sân phía trước đây được lát bằng những loại gạch giả đá rất là đẹp và với cái màu sắc đối lập với lại cái tông màu chính của công trình, giúp công trình của chúng ta được nổi bật hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Cũng có tạo ra những cái mảng tiểu cảnh thêm nét đẹp cho khuôn viên phía trước của công trình. Và công trình này thì ngoài yếu tố là đẩy lùi về phía sau để chúng ta có những cái khoảng sân ở phía trước thì bên phía bên trái của công trình cũng để lại một lối đi lại với chiều rộng cả hàng rào này rơi vào khoảng là 1m2. Chúng ta sẽ có một khu vực sảnh phụ giật cấp vào phía bên trong và chúng ta có thể đi lại ra khu vực phía đằng sau nơi có vị trí sân ướt cũng như là tất cả những cái hạng mục như bể phun tất cả mọi thứ chúng ta sẽ đẩy ra hạng mục ở phía sau đó. Công trình này thì với cái phong cách kiến trúc là tân cổ điển, mọi người thấy rất là nhiều những cái đường phào chỉ đúng không ạ? Riêng cái vị trí cột này đã thấy rất là cầu kỳ đúng không ạ? Từ những cái đường phào đắp cho cái phần chân cột rồi đến cái phần thân cột thì rất là nhiều những cái đường chỉ âm đều tuân thủ theo kích thước đó. Rồi những cái đường g phân tầng như này thì thấy này, đó, rất là nhiều chồng lên nhau đúng không ạ? Những cái đường g cong lồi và lõm như những cái phào vuông kích thước chỉ khoảng 2-3 phân thôi. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta làm chuẩn chỉ như thế thì công trình của chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Với phong cách kiến trúc tân cổ thì mọi người có thể thấy có những cái ban công cong này rất là đẹp đúng không ạ? Và toàn bộ hạng mục về ban công ở đây cũng đều sử dụng là sắt mỹ thuật với cái màu sơn đen kết hợp với lại những cái điểm nhấn màu sơn đồng. Đó, giúp công trình chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Và bên trên tầng 2 mọi người thấy cũng xử lý rất là tuyệt vời khi xử lý đôi cột vuông ở bên dưới tầng 1 thành đôi cột tròn đúng không ạ? Với những cái đấu hình vuông
cột hắt ở đây, đèn hắt ở đây cũng đều mang cái phong cách tân cổ hết. Đó, với cái hệ vòm hình cong này. Và điểm nổi bật của công trình này đó là cái phần kiến trúc cũng như là đặc biệt là cái hệ mái. Ví dụ như cái khu vực mặt chính của công trình này với hệ ba mái giật cấp xếp chồng lên nhau rất là đẹp đúng không ạ? Kể cả những cái đường diềm mái này cũng rất là nhiều pháo chỉ. Và công trình biệt thự được sử dụng màu sơn trắng kết hợp với lại hệ mái ngói màu xanh ghi, giúp công trình chúng ta được nổi bật và đẹp hơn rất là nhiều. Toàn bộ các cái hạng mục về cửa chính của công trình thì sử dụng là hạng mục cửa gỗ, những cái hạng mục về cửa phụ thì là cửa nhôm kính kết hợp với gỗ. Ví dụ như cái mặt bên hông đây là hướng Tây, đấy thì gia chủ sử dụng những hạng mục về cửa gỗ hoặc cửa thép vân gỗ thì sẽ giúp công trình chúng ta bền hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Ok, tiếp theo sẽ giới thiệu chi tiết hơn về kích thước của công trình nhé. Với cái khuôn đất với chiều rộng 10m thì cũng tư vấn thiết kế cho công trình này với kích thước trên khuôn đất rộng 10m thì bọn mình tư vấn thiết kế công trình chính của chúng ta với kích thước chiều ngang sẽ rơi vào khoảng 8,2m mọi người. Và chúng ta còn 1,2m cho cái khu vực hành lang và hàng rào ở phía bên hông này. Với 80 phân thông thủy chúng ta hoàn toàn có thể đi lại thoải mái ra khu vực ở phía sau. Và chiều sâu của công trình này sẽ rơi vào là 15,3m. Thế chúng ta chưa tính vị trí của sảnh nữa. Với tổng diện tích sàn của công trình này lên tới khoảng 140m² một sàn mọi người. Với 2 tầng là chúng ta đã có 280m² rồi, với kể cả những cái hệ mái rồi diềm mái đua ra nữa. Tổng diện tích cũng lên rất là nhiều, phải hơn 300m² mọi người. Đó. Và sẽ mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để khám phá xem không gian sống của gia đình anh Lợi chị Cần bên trong có gì nhá. Xin mời. Và hiện tại mình đang có mặt ở trong phòng khách của công trình này. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu mọi người một chút về thông số kích thước. Với diện tích được tư vấn thiết kế lên tới 44m². Mọi người có thể thấy là gia chủ đã đầu tư một bộ bàn ghế gỗ rất là lớn ạ. Bộ đồng kỵ nằm giữa trung tâm khu vực phòng khách. Khu vực phía sau là hệ kệ tủ vách tivi. Cũng có trang trí thêm những cái chậu hoa lan và những cái phần đèn cây rất là đẹp đúng không ạ. Phía đối diện đây thì gia chủ cũng có làm thêm một cái bức tranh giả đá rất là đẹp và gọn vào cái phần tường được trang trí rất là nhiều phào chỉ đây đúng không ạ. Có thêm cái phần đèn hát này nữa. Với không gian 44m² thì cũng rất là rộng rãi và thoải mái đúng không ạ. Khu vực lối đi lại cũng rất còn khá là rộng đó. Và như mọi người thấy là hạng mục về hoàn thiện thì gia chủ cũng sử dụng những loại gạch khổ lớn để ốp lát cho phần lên. Bên trên là hệ thống trần thạch cao giật cấp mang phong cách tân cổ điển, có những chi tiết được điểm nhấn với màu sơn dát vàng đúng không ạ. Nó rất là đẹp. Trung tâm thì có phù điêu kết hợp với quạt rất là mát. Phía bên hông đây nơi có vị trí sảnh phụ thì trung tâm có một cái phần đèn chùm này cũng rất là đẹp đúng không ạ. Khi ban đêm chúng ta bật điện từ bên ánh sáng bên trong, ánh sáng bên ngoài phản chiếu ra thì sẽ rất là tuyệt vời, không gian rất là lung linh. Khu vực hệ kệ tủ vách tivi cũng được ốp toàn bộ bằng cái vật liệu nhựa giả gỗ này, nó ngăn cách với lại không gian khu vực bếp cộng ăn ở phía bên trong. Cũng giới thiệu luôn với mọi người thì không gian khu vực bếp cộng ăn này cũng được tư vấn thiết kế lên tới 23m². Thì bộ bàn ghế ăn thì gia chủ phải đăng kê ở ngoài phòng khách mất rồi, tại vì hôm nay thì cũng rất là nhiều khách khứa nên để đáp ứng nhu cầu về chỗ ngồi cho mọi người thì cũng đã bày tạm ra ngoài đó. Thì mọi người có thể thấy là một không gian bếp cũng rất là rộng đúng không ạ. Phòng khách hay phòng bếp thì đều được bố trí những vị trí cửa sổ rất là sáng và thoáng như thế này đó, để đảm bảo là ngoài cái việc mà khi ban ngày chúng ta sinh hoạt trong nhà thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên, khi mở cửa ra thì sẽ rất là mát khi có những cái luồng gió thổi từ bên ngoài vào bên trong, nó rất là thoáng đúng không ạ. Cũng vẫn là hệ trần thạch cao giật cấp kết hợp với đèn downlight nhá. Trung tâm vẫn là một cái vị trí quạt trần. Ở cái khu vực kệ bàn bếp thì cũng được làm rất là đầy đủ. Ở đây vật liệu sử dụng là nhôm hệ kết hợp với đá. Thì tủ bếp dưới, tủ bếp bên trên được làm rất là đầy đủ đúng không ạ. Thêm một cái hệ cửa sổ ra khu vực sân ướt đằng sau đó. Và phía cuối đây chúng ta sẽ có khu vực nhà vệ sinh chung tách riêng công năng và một cái lối để đi ra khu vực phía sau. Gia chủ có thể phơi phóng hoặc là có công có việc khu vực ngoài sau sẽ phát huy tác dụng rất là lớn. Và ngoài ra thì bên dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Thì hiện tại thì đang có người sử dụng nên mình xin phép được giới thiệu về kích thước thôi. Thì phòng ngủ ngay bên phía tay phải mình đây, ngay bên cạnh không gian khu vực phòng bếp đó là có diện tích khoảng 14m², hệ cửa sổ được mở theo cái hướng bên hông của công trình này. Đó. 14m² những thoải mái, chúng ta có thể bố trí về các hạng mục nội thất về giường, tủ, bàn làm việc, bàn học. Ok. Và đây là không gian khu vực ô cầu thang.
cũng được làm rất là rộng rãi đúng không ạ? Hoàn toàn tương lai nếu mà gia chủ thích lắp thang máy thì cũng vẫn có thể lắp được nha mọi người. Nó rất là rộng. Đây, gia chủ có thể kê được một cái bàn có thể tiếp khách phụ ở đây đúng không ạ? Rất là rộng để chúng ta có thể lưu trữ được thêm đồ. Một hệ cửa sổ rất là thoáng ở cái phần mặt bên hông. Cầu thang ở đây cũng được làm bằng gỗ này, với cái phần bổ trụ đây rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cột bật mặt bật cũng đã được ốp rất là chuẩn chỉ. Và bên cạnh đây thì còn một phòng ngủ nữa, ngay bên cạnh khu vực phòng khách, có diện tích được tư vấn thiết kế lên tới 17m2. Phòng ngủ rất là rộng đúng không ạ? Đó. Ok, tiếp theo thì sẽ mời mọi người chúng ta cùng lên bên trên tầng 2 để xem gì đó còn những công năng gì nhé. Xin mời. Khi mà từ ô cầu thang bước lên, chúng ta sẽ bắt gặp một không gian khu vực phòng sinh hoạt chung, có diện tích được tư vấn thiết kế lên tới 28m2. Hiện tại gia chủ đang kê một cái bộ bàn ghế phụ đúng không ạ? Ở không gian này, hoặc là chúng ta có thể ngồi chơi thư giãn ở đây đúng không ạ? Cũng rất là hợp lý. Ok, và cũng được xử lý là cái hệ trần thạch cao rất là đẹp đúng không ạ? Trung tâm thì có cái phần đèn chùm rất là lung linh, tuyệt vời. Bên trên này chúng ta sẽ có hai phòng ngủ nữa, một phòng thờ và một cái khu phơi giặt, hoặc chúng ta có thể kết hợp để tập thể dục thể thao trên này. Không gian các cái phòng rất là rộng. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu mọi người không gian phòng thờ. Đó, có diện tích khoảng 16m2 mọi người, thì cũng được bố trí ban thờ khá là cơ bản đúng không ạ? Ở đây thì phòng thờ sẽ được hưởng thêm cái diện tích của khu vực ban công sảnh chính rất là đẹp đúng không ạ? Với cái hệ mái kiến trúc của phần mặt trước. Đó, và ngay bên cạnh ở đây chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ. Thì hiện tại thì gần như là cũng chưa được sử dụng nha mọi người. Thì nên là vẫn còn đang để phòng trống như này, có diện tích đồng bộ với phòng bên dưới rơi vào 17m2. Phòng ngủ này thì thêm một cái phần ban công tròn ở phía trước, gia chủ trồng thêm cây. Đây, chúng ta có thể mở ra để ra không gian bên ngoài đây. Rất là thoáng đúng không ạ? Và sáng. Các cái phòng ngủ trên tầng 2 cũng tối ưu là những cái trần thường, đầy đủ cửa sổ cho mọi người. Cửa thông phòng ở trên này như mình thấy đây có hạng mục về cửa composite này. Đó, bây giờ cũng được sử dụng khá là nhiều và phổ biến luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này gần như là một phòng ngủ master, rất là rộng rãi và thoải mái. Đã được bố trí về nội thất, về giường, tủ, bàn, trang điểm đúng không ạ? Hệ thống cửa sổ mặt bên hông, mặt phía sau công trình. Thì đây là phòng ngủ master, có diện tích lên tới 20m2 mọi người. Rất là rộng rãi. Và thêm một khu vực nhà vệ sinh khép kín, nằm gọn trong cái phần góc ở phía đằng sau này, đồng bộ với lại khu vực nhà vệ sinh ở bên dưới tầng 1, với diện tích khoảng 4m2. Rất là thoải mái và rộng đúng không ạ? Đó. Gia chủ có hai con thì mỗi bạn sẽ một phòng. Và khu vực ở phía sau này đó là không gian khu vực phơi giặt đó, cũng như là cái sân sau của công trình này cũng khá là rộng đúng không ạ? Khá là thoáng khi mà có những cái hệ thống cửa sổ mở ở phía sau cũng như là phía trước, không khí và gió sẽ được lưu thông. Đấy, công trình này rất là tuyệt vời. Không gian khu vực phơi, sân phơi kết hợp với lại khu vực phía sau là nhà vệ sinh chung này, có tổng diện tích chỗ này lên tới hơn 20m2. Đó, rất là tuyệt vời. Và ngoài ra gia chủ cũng có làm thêm cầu thang bộ để lên bên trên của phần mái. Và mình hy vọng qua video này thì các bạn có thêm một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái mà một cách tân cổ rất là đẹp nữa. Không những đẹp về không gian khuôn viên, còn đẹp kể cả về phần kiến trúc, để mọi người có thể tham khảo, có thêm những ý tưởng cho cuộc chiến tương lai của nhà mình. Nếu các bạn cũng yêu thích mẫu nhà anh Lợi, muốn được Kisato thiết kế những công trình tuyệt vời phù hợp với lại nhu cầu sở thích của mọi người, có thể liên hệ với kiến trúc Kisato theo số hotline bên dưới nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ạ. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ,
làm đẹp từ tâm.